Kính thưa quý vị các bạn, năm 2014 là một năm mà Samsung thay đổi hết tất cả mọi thứ về cách thiết kế cũng như là những gì mà người dùng quan niệm về Samsung. Thì chiếc Samsung Galaxy Note 4 là những sản phẩm mà có một viền kim loại được chảy dài xung quanh. Phải nói rằng cảm giác cầm nắm thật là tuyệt vời. Và với những gì Samsung mang lại thì chúng ta sẽ có những gì? Thứ nhất, chúng ta sẽ có một mặt giả da đằng sau và không có những đường chỉ giống như Samsung Galaxy Note 3. Mặt trước sẽ là một màn hình 5,7 inch. Và trong những điều mà cải tiến ở màn hình này đó chính là cảm giác cong ở bốn góc của màn hình, giúp cho việc cảm giác khi chúng ta lướt nó sẽ cong 2,5D, làm cho chúng ta dễ dàng cảm ứng nó mượt mà hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì ở cạnh trái và cạnh phải, tất cả các phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng đều được thiết kế cũng như gia công một cách kỹ lưỡng và rất là tinh xảo. Đường viền chính là một cái điểm nhấn hoàn toàn khác biệt so với những thiết bị trước đây của Samsung. Đó là một dãy dài kim loại được chảy dài xung quanh thân máy và không có bất cứ một vết cắt nào. Ở góc trên thì nó được ngăn cách bởi một phần dãy nhựa dùng để bắt sóng tốt hơn. Nhưng mà nhìn chung thì Samsung Galaxy Note 4 vẫn là một thiết kế đẹp. Trong năm 2014 thì những thiết bị của Samsung đều có những camera lồi. Samsung Galaxy Note 4 vẫn là không ngoại lệ. Ngoài ra ở phần dưới camera 16 megapixel thì chúng ta sẽ có ngay một đèn flash cũng như là cảm biến có thể đo nhịp tim. Đó là những gì mà chúng ta biết về Samsung Galaxy Note 4. Ngoài ra thì với một cấu hình máy sử dụng một bộ vi xử lý là Exynos 8 nhân cũng như là RAM 3GB kèm theo một cảm biến dấu vân tay. Chúng ta đã có một cái cấu hình khá là tốt và mượt mà trong phân khúc khoảng tầm giá 6 triệu đồng thì chiếc máy này đang giảm giá rất là tốt với người tiêu dùng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một màn hình với công nghệ Super AMOLED 2K và camera 3,7 megapixel ở mặt trước, camera 16 megapixel ở mặt sau. Và để phải nói rằng với những giao diện mà Samsung đưa vào những cái thiết bị của mình thì phải nói rằng nó khá là đẹp và dễ dàng sử dụng cũng như là mượt mà hơn rất là nhiều. Với Samsung Galaxy Note 4 thì chúng ta có thể an tâm rằng máy sẽ được nâng cấp lên hệ điều hành Android Marshmallow 6.0 rất là dễ dàng và có thể yên tâm rằng máy sẽ còn được hỗ trợ lâu dài. Về phần pin, pin 3220mAh đủ để chúng ta có thể gọi là hoàn tác và cũng như sử dụng dễ dàng trong vòng một ngày cho công việc giải trí. Và với những gì mà khả năng tiết kiệm pin mà Note 4 mang lại thì chúng ta có thể yên tâm về thời lượng sử dụng pin. Ngoài ra thì chiếc bút S-Pen được nằm một cách nhỏ nhắn và gọn gàng ở phần góc bên phải của máy. Thì ở phần này chúng ta kéo ra thì rất là yên tâm bởi vì nó sẽ không bị kẹt khi chúng ta đút ngược. Cũng như là khi mà chúng ta mua hàng tại Di Động Việt thì chúng ta có thể yên tâm rằng đây là một cái phần bút chính xác, là một phần bút chờ của máy chứ không phải là phần bút phụ kiện. Bằng cách như thế nào để xác định đó là một cái phần bút thật? Thì khi mà chúng ta chỉ cần cạy cái phần bút này ra thì máy sẽ tự động kích hoạt lệnh không chạm. Đây là một trong những tính năng mà bút zin mới có, trong khi bút linh kiện thì sẽ không có được. Và dĩ nhiên là Samsung Galaxy Note 4 luôn nằm trong những top những sản phẩm được bán chạy nhất tại Di Động Việt với những gì mà Samsung mang lại cũng như mức giá chưa tới 6 triệu đồng và những ưu đãi khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Và nếu các bạn muốn biết thêm thông tin về sản phẩm Samsung Galaxy Note 4, các bạn có thể truy cập vào website web.didongviet.vn hoặc liên hệ số điện thoại chăm sóc khách hàng 1900 2006. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.